Anh ơi. Như vậy là chung trường với mình và hơn mình đến 4 tuổi. Chị nhìn kỹ đi. Cái túi này là sao? Cái túi á, tôi mới mua 1,5 triệu đó. Con mèo yêu quý của chị á, cào xước rồi kìa. Chị đền cho tôi đi. Nhưng mà vết xước này nhỏ xíu à, có ai thấy gì đâu em. Chị đúng là đồ nhà quê. Cái túi xước như vậy, rồi sao tôi xách ra ngoài đường được? Em có biết là hôm nay anh đến đây rất sớm, chị để chờ em. Hy vọng là sẽ gặp được em ở đây không? Anh chờ em để làm gì? Thì bởi vì anh hy vọng là sẽ gặp được cô gái tốt bụng lần trước. Em có số điện thoại của anh rồi nè, để em lưu lại nha. Ủa, nhưng mà mai em có rảnh không? Dạ, để làm gì anh? À, do ngày mai anh có một buổi quay MV cho ca sĩ nổi tiếng, mà lại có trục trặc với nữ chính. Nếu em rảnh thì tham gia nha. Anh mời em đóng MV thiệt hả? Ừ. Cho em mượn hết số này nha. Không được đâu, đưa chị lại 500 đi, để chị còn ăn uống nữa. Chị mới đi dạy thêm à, không có đủ tiền. Em cần tiền để mua đủ đồ, có gì ngày mai em trả lại cho chị liền. Vậy nha, em về á. Nè Trâm.